Xin chào quý vị và bạn đến với Khoảnh Khắc Bóng Đá. Đến ngày hôm nay thì trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội FC vẫn nóng trên mạng xã hội truyền thông. Tuy nhiên không phải là lời đáp đi đáp lại những lời đáp lễ của cả hai admin của câu lạc bộ fanpage đến từ hai câu lạc bộ. Đó lại đến từ việc là những cổ động viên đến từ thủ đô đã ngỡ ngàng về việc là huấn luyện viên Kim Sang-sik không có mặt trên khán đài xem trận đấu này. Ngược lại, ông lại có mặt để xem giải đấu hạng nhất với những đội bóng hạng nhất thi đấu ở cúp quốc gia. Vâng, hành động kỳ quặc này khiến cho người hâm mộ bóng đá thủ đô khá bất ngờ và nhiều người thì đưa ra những lời chỉ trích với những cầu thủ đang thi đấu hay trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội cũng như câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và cũng có người ủng hộ và chia sẻ rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có những cái số liệu thống kê rõ mồn một về những cầu thủ tuyển thủ quốc gia Việt Nam trong màu áo của cả hai đội bóng, nên ông tìm kiếm những nhân sự mới. Và việc có mặt tại những trận đấu của những đội bóng hạng nhất cho thấy rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik đã mở rộng tập các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, thưa quý bạn, không ít người đánh giá việc Công Phượng, Văn Lâm và Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình nhận lời thi đấu cho đội bóng hạng nhất thay vì khoác áo cho câu lạc bộ V-League. Đó là một hành động thiếu khát khao, thiếu động lực thi đấu và chấp nhận đi lùi vì yếu tố kinh tế. Điều này không tốt cho bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá nói chung. Những huấn luyện viên Kim Sang-sik dường như đang ủng hộ điều đó bằng việc là ông có mặt ở trên sân dự khán trận đấu có những cầu thủ này thi đấu. Rõ ràng, huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn xem khả năng chuyên môn của Công Phượng, người chỉ vừa về với Việt Nam sau quãng thời gian thi đấu ở câu lạc bộ Yokohama đáng quên ở vị trí vô cùng đặc biệt. Hay như trường hợp của Đặng Văn Lâm, một người ông Kim đã ít nhiều biết rõ khi gọi tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam tại FIFA đây, nhưng đánh giá xem quyết tâm của cầu thủ này khi thi đấu ở đội bóng Linh Bình như thế nào để nhìn rõ toàn cảnh về những cái phương án thi đấu của đội bóng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã không phải thất vọng khi lặn lội đường xa thân chinh để xem các trận đấu chơi ở màu áo của câu lạc bộ hạng nhất. Công Phượng đã ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước dù chỉ thi đấu 60 phút trên sân. Đặng Văn Lâm thậm chí còn ấn tượng hơn khi cản phá liên tiếp hai quả phạt đền 11m để đưa Phú Động Ninh Bình vượt qua đại diện V-League là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để tiến vào cúp quốc gia ở vòng thi đấu trực tiếp. Tất nhiên, đưa cầu thủ thuộc hạng tiềm năng vào tầm ngắm, điền tên họ vào danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi sử dụng họ ra sao, mọi thứ còn nằm trong tính toán của ông thầy Hàn Quốc. Nhưng động thái theo dõi đội bóng hạng nhất thi đấu đúng là dịp hiếm hoi, nếu không muốn nói là chuyện lạ với huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Văn Lâm, Công Phượng hay Hoàng Đức chịu áp lực và huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng áp lực theo. Nhưng cuối cùng thì họ đều đã và đang làm tốt những nhiệm vụ của mình ở câu lạc bộ. Thậm chí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Phú Động Ninh Bình cũng đã phải khen Văn Lâm, Hoàng Đức sau chiến thắng đầy cảm xúc trước câu lạc bộ Ninh Bình, dù họ chỉ có 10 người trên sân thi đấu ở phần còn lại của trận đấu. Không chỉ Văn Lâm, Hoàng Đức, Quốc Việt, Đinh Thanh Bình đều rất chuyên nghiệp. Tôi rất tôn trọng thái độ của họ trong tập luyện sinh hoạt. Tôi không ngờ họ thích nghi, thích ứng nhanh đến vậy. Họ có phẩm chất dìu dắt các cầu thủ khác không có trình độ chuyên môn giống như mình. Họ có tinh thần tập thể cao và tôi vui điều đó. Có lẽ đây là thời điểm quan trọng để họ có thể kích lại tinh thần cao. Huấn luyện viên Việt Thắng đã khen gửi lời tri ân tới những cầu thủ đã giúp cho đội bóng giành được chiến thắng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một trận đấu phải nói rằng hết sức cảm xúc và Văn Lâm là nhân vật chính khi anh đã cản phá hai quả penalty. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có mặt ở trên sân và theo dõi, và những cái lời nhận xét và đánh giá trong quá trình tập luyện và thi đấu của các huấn luyện viên trưởng, những người sát sườn, có lẽ là một trong những cái bằng chứng luận cứ vô cùng sát sao để huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá cụ thể những cầu thủ ấy. Vâng, thưa quý bạn, nếu như quý bạn còn thắc mắc vì sao huấn luyện viên Kim Sang-sik có mặt ở khán đài của giải đấu vòng chung kết tại giải đấu cúp quốc gia, thì các bạn có thể dựa theo những cái luận điểm, luận cứ của chúng tôi. Nếu như các bạn có những cái vấn đề hay là có những cái khúc mắc hay phản biện nào đến từ việc là phản đối huấn luyện viên Kim Sang-sik, thì hãy để lại bình luận và chia sẻ ở phía dưới. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra và gửi tới quý bạn những cái thông tin mà các bạn có thể sẽ cùng chúng tôi làm rõ hơn ở trong video. Chúng tôi biết rằng là không ít người đánh giá việc Công Phượng, Văn Lâm hay Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình chơi cho giải đấu hạng nhất khoác áo một câu lạc bộ hạng nhì thực sự là một điều hết sức vô lý, phi lý. Nhưng có thể thấy rằng với những lời chia sẻ, với những lời nhận định của các huấn luyện viên trưởng và cả huấn luyện viên Kim Sang-sik nữa, thì cái việc họ xuống giải đấu hạng nhất chưa chắc đã là bước lùi dành cho họ.
Nếu nói cầu thủ nào đó thiếu khát khao, hết động lực chỉ vì không thi đấu tại giải đấu V-League nữa mà rơi xuống hạng nhất thi đấu chơi cho bóng đá hạng nhì, thì chúng ta có thể sẽ phải lấy quá khứ với những bằng chứng để quý vị và bạn có thể bình luận. Và với Kiarisak, số 13 của đội bóng Thái Lan, nếu như ai nhắc ở thời điểm đó thôi, tôi xin lỗi rằng là những bình luận viên, những chuyên gia, những huấn luyện viên thể thao bây giờ nghe tới Kiarisak đã run bần bật rồi, nói thẳng luôn là thế. Kể cả những bình luận viên kỳ cựu như bình luận viên Quang Tùng hay là Quang Huy, nhắc tới Thái Lan, nhắc tới Kiarisak, dường như họ đã ngại về việc là thi đấu với họ rồi. Tại sao Kiarisak lúc đó lại thi đấu cho Hoàng Gia Lai ở giải đấu hạng nhì? Đó có phải bước lùi hay không? Cầu thủ có quyền quyết định bến đỗ mới của mình để thi đấu từ góc độ huấn luyện viên trưởng như ông Kim Sang-sik để xây dựng một tập thể đội tuyển quốc gia Việt Nam đủ mạnh, hoàn thành được mục tiêu lọt vào vòng chung kết giải đấu AFF Cup năm 2024. V-League hay hạng nhất, miễn là giải đấu đó có sự xuất hiện của những cầu thủ tài năng, đạt phong độ cao thì ông Kim Sang-sik có trách nhiệm phải trực tiếp theo dõi, và trách nhiệm của ông là đến khán đài theo dõi. Những trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội FC và Công an Hà Nội thì diễn ra và có những cái băng hình cũng như cái thông tin về cầu thủ để đánh giá một cách toàn diện. Ông đã có đầy gần đó những cái thời gian để gắn bó với những đội bóng này rồi. Lúc này là ông rất cần thiết để tìm kiếm những nhân sự mà ông đang cần, mong muốn ở trên hàng tiền đạo cũng như ở tuyến giữa, cũng như vị trí thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nên cái việc ông có mặt tại những cái trận đấu như vậy phải nói rằng là hết sức sát sườn và cho thấy những nỗ lực của ông dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dĩ nhiên, cái câu chuyện ở đây, nếu như chúng ta chưa đến những giải đấu hạng nhất hay chưa xem trận đấu đấy thi đấu như thế nào, thì chúng ta lại gọi những cầu thủ ấy lên, câu chuyện đấy là hoàn toàn khác. Những huấn luyện viên Kim Sang-sik có mặt theo dõi và họ đã thể hiện được tốt đủ khả năng của mình, ông gọi lên cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chúng tôi vẫn còn nhớ dưới thời huấn luyện viên Chu Xê, ông gọi những cầu thủ như là Thanh Nhàn, những Lê Văn Đô, như là Đức Phú ở giải đấu hạng nhất. Và khi đó thì những cầu thủ ấy được huấn luyện viên trưởng ông Chu Xê nói rằng còn hay hơn các giải đấu tại giải đấu V-League. Vậy sao lúc này chúng ta lại soi huấn luyện viên trưởng ông Kim Sang-sik với việc là ông có mặt ở giải đấu hạng nhất mà những cầu thủ ấy là những cầu thủ siêu sao của bóng đá Việt Nam từ trên giải đấu V-League xuống để thi đấu, chứ không phải là những cầu thủ trẻ có đang nằm trong tiềm năng của bóng đá Việt Nam? Hy vọng rằng với quan điểm đó thì những cầu thủ ở giải đấu hạng nhất sẽ thi đấu hay và có thể đóng góp một phần nào đó để huấn luyện viên Kim Sang-sik khi mở rộng những cái lực lượng của mình sẽ tạo ra được sự đồng bộ và đặc biệt là tinh thần hứng khởi trong đội tuyển quốc gia Việt Nam vào cuối năm nay. Ông cũng chắc chắn còn ít cơ hội thôi. Câu chuyện sức ép đến với huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện nay là rất lớn với kết quả diễn ra, không phải từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vì lúc này như chia sẻ của các bình luận viên thì nói rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện nay, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn không thèm phản ứng nữa vì kết quả nó đã như thế rồi. Thậm chí không còn người vào sân xem trận đấu thì các bạn đều hiểu rằng những cái tình cảm ấy đều đã thực sự phai nhạt trong quá trình thi đấu thời gian vừa qua, vì những kết quả, vì cách vận hành và cả lối chơi của đội tuyển quốc gia Việt Nam nữa. Vì đâu lên chuyện, không chỉ là các huấn luyện viên, không chỉ là các cầu thủ, mà cả những lãnh đạo có thể sẽ là những người phải chịu trách nhiệm về điều này. Chúng tôi nhìn nhận theo khía cạnh khách quan và không có bất cứ những phương án nào liên quan tới việc là chỉ trích hay đưa ra những cái thống kê nào. Vì tất cả những cái thượng tầng nói thật sự là họ rất giỏi, họ có được những cái sự quan tâm đầu tư và nhìn nhận rộng dài, rộng chứ không phải là chúng tôi chỉ nhìn hẹp vào đội tuyển quốc gia Việt Nam về những cầu thủ hoặc là huấn luyện viên trưởng. Vì cả một hệ thống bóng đá Việt Nam thì còn cả những hệ thống đào tạo trẻ rồi các đội bóng khác nữa. Chính vì vậy mà hy vọng rằng với một cái hệ thống liên thông và tạo ra được sự khích lệ tinh thần, điều ấy giá trị hơn bao giờ hết khi tinh thần dân tộc đang lên rất cao, thì những cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thể hiện được mình trong màu áo. Vâng, đó chính là những cái thông điệp và hành động của huấn luyện viên Kim Sang-sik được chúng tôi lựa chọn giải thích trong video này như là một trong những cái chia sẻ của Khoảnh Khắc Bóng Đá. Mong rằng quý vị và bạn sẽ cùng chúng tôi đưa ra với những cái quan điểm, những cái đánh giá để cùng chia sẻ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Xin chào.